Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với VTD Channel và như thường lệ, mình là Duy. Thì trong cái video thứ hai của cái chuỗi series video hướng dẫn học WordPress cơ bản thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái khái niệm mới là các cái thành phần thường gặp ở trong website. Mà để chúng ta hiểu được những cái điều này nó dễ dàng hơn thì mình sẽ dùng một cái mô hình để giải thích cho các bạn dễ hiểu, đó chính là mô hình ngôi nhà. Rồi, thì các bạn hình dung hoặc là các bạn có thể lấy giấy bút ra để chúng ta vẽ lên trang giấy của mình ha. Thì đây mình sẽ nói và mình sẽ dẫn chứng cho các bạn một số cái để mà chúng ta có thể tưởng tượng dễ dàng hơn. Thì trong một cái mô hình ngôi nhà, tức là để xây được một ngôi nhà thì chúng ta sẽ cần những cái thứ gì, hay còn gọi là những cái thành phần liên quan để mà xây được cái ngôi nhà. Thứ nhất là các bạn sẽ cần phải có đất, đúng không ạ? À? Tức là các bạn sẽ cần có đất để xây ngôi nhà. Ngôi nhà không thể nào mà xây trên không trung hoặc là xây ở dưới biển. Chúng ta sẽ cần có mặt đất, cần có một cái miếng đất để xây dựng ngôi nhà trên đó. Cái thứ hai, khi mà chúng ta có đất rồi thì chúng ta phải có vật liệu xây dựng, tức là cát, xi măng, rồi gạch đá vân vân các kiểu ha, để mà chúng ta xây nhà. Rồi sau khi có những cái thứ đó rồi thì chúng ta xây lên một ngôi nhà. Rồi tiếp theo là khi mà ngôi nhà hoàn thành rồi thì chúng ta sẽ có cái biển số nhà gắn ở phía trước nhà, đúng không ạ? Tiếp theo là cái con đường. Con đường ở đây ý mình muốn nói là chúng ta để đi tới một cái ngôi nhà nào đó thì chúng ta phải đi qua một cái cung đường. Có thể là rất nhiều con đường khác nhau, đường thẳng, đường vòng, vân vân các kiểu. Tuy nhiên là chúng ta vẫn phải có một cái con đường đó mà chúng ta đi, đúng không? Có thể con đường đó là đường đường bộ, cũng có thể là đường biển gì đó, vân vân. Nhưng mà mình nói chung ở đây là con đường ha. Rồi bây giờ chúng ta đi tới nhà rồi, chúng ta mở cửa cái căn nhà đó ra, chúng ta đi vào trong thì nhìn tổng quan sơ bộ cái ngôi nhà bên trong thì chúng ta sẽ thấy những cái gì. Ví dụ như các bạn có thể thấy sofa, các bạn có thể thấy tủ lạnh, có thể thấy tivi, đầu máy, rồi ghế ngồi, bàn ăn, nhà bếp, nhà ngủ, rồi nhà vệ sinh, rồi nhà khách, vân vân. Và những cái vật dụng ở trong ngôi nhà đó các bạn thấy thì mình sẽ gọi nó là nội thất ở trong một ngôi nhà. Rồi tới cái bước này các bạn đã hình dung những cái các thành phần ở trong để tạo nên một ngôi nhà chưa ạ? Rồi tiếp theo mình sẽ từ cái mô hình ngôi nhà này mình sẽ ánh xạ qua cái việc là giải thích cho các bạn hiểu những cái khái niệm liên quan về website. Rồi thì đầu tiên chúng ta nói tới là cái mảnh đất để xây nhà. Mảnh đất để xây nhà thì ở bên website nó có một cái khái niệm nó gọi là hosting. Hosting hosting có nghĩa là một cái vật chứa, giống như là một cái thùng hoặc là một cái hộp gì đó. Nhưng mà ở đây hosting nó tượng trưng như là một cái mảnh đất để mà chúng ta xây ngôi nhà lên đó. Rồi vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng ở bên website mình có thể hiểu nó là mã nguồn. Tức là để mà các bạn xây dựng một cái website hoàn chỉnh thì các bạn phải lập trình. Tức là chúng ta, một là chúng ta tự viết code, chúng ta đi học lập trình và chúng ta ngồi code để mà xong một cái website, hoặc là chúng ta đi thuê dịch vụ thiết kế web bên ngoài để mà họ code cho chúng ta, hoặc là họ xây dựng chúng ta cái website. Hoặc là nếu các bạn học xong cái series này thì các bạn có thể sử dụng mã nguồn WordPress để mà tự mình xây một cái ngôi nhà cho chính mình. Thì vật liệu xây dựng nó tương đương với lại cái mã nguồn mà cái từ chuyên ngành gọi là source code. Rồi tiếp theo ngôi nhà thì các bạn chắc đoán được là mình sẽ nói gì rồi, đúng không? Ngôi nhà nó chính là website ha. Khi mà chúng ta có hosting, chúng ta có mã nguồn rồi thì tiếp theo là chúng ta sẽ xây dựng cái website trên cái hosting đó. Rồi tiếp theo đó là biển số nhà. Biển số nhà thì ở khái niệm bên website nó tương đương với lại tên miền, hay còn gọi là domain. Tức là khi mà các bạn muốn truy cập một cái trang web nào đó, ví dụ như là tuổi trẻ.vn, vnexpress.net,
cà phê F hay là Zenka hay là kênh 14 gì đó vân vân, hoặc là Zing các kiểu ha. Thì các bạn sẽ mở trình duyệt ra, chúng ta gõ vào, ví dụ như các bạn xài Chrome thì các bạn mở Chrome, các bạn xài Cốc Cốc thì chúng ta mở Cốc Cốc, và chúng ta gõ vào cái thanh địa chỉ đó là gì, tuổitre.vn, vnexpress.net, rồi kênh14.vn hay là zing.vn vân vân. Thì những cái thứ mà bạn gõ đó, cái thứ mà bạn gõ trên trình duyệt đó, nó chính là tên miền. Thì một website nó phải có tên miền thì chúng ta mới truy cập được. Nếu như các bạn, ví dụ như một căn nhà đi, chúng ta không biết biển số nhà thì làm sao mà người giao hàng ta giao hàng tới cho bạn được, đúng không? Có thể một cái cách nào đó khác là bạn chỉ họ cách đường đi, ví dụ như bạn chỉ họ quẹo trái quẹo phải, rồi tới đèn xanh đèn đỏ, rồi đi thẳng, rồi lại quẹo trái quẹo phải, rồi gặp một cái căn nhà căn số 5 cửa màu xanh, nhà 3 lầu, ví dụ vậy, thì họ cũng có thể là họ tìm được đến cái ngôi nhà. Nhưng mà bạn phải giải thích nhiều hơn. Thì ở bên website nó cũng vậy thôi. Nếu như không có tên miền thì có thể là chúng ta truy cập website bằng cái địa chỉ IP. Tuy nhiên là nó sẽ khó nhớ, bởi vì cái địa chỉ IP nó rất là dài và khó nhớ cho người dùng, cho nên là không có ai sử dụng cái kiểu đó cả. Và chúng ta phải có cái biển số nhà, và hầu như là tất cả các cái nhà xung quanh mình, hoặc là những cái nhà mà bạn bè chúng ta hoặc là đồng nghiệp chúng ta, thì đương nhiên là phải có số nhà rồi ha. Điều này là cái điều mà giống như là điều hiển nhiên rồi các bạn. Cho nên là website thì phải có tên miền nha, chứ website mà không có tên miền thì giống như là bạn chỉ tạo ra cái website để mà chúng ta học thôi, chúng ta tìm hiểu, hoặc là chúng ta vọc, chúng ta cài đặt cấu hình, chúng ta chơi thôi, chứ không có sử dụng thực tế để mà người ta truy cập được. Thì chúng ta phải có tên miền, và cái tên miền này là các bạn phải mua nha. Các bạn lưu ý, tên miền giống như biển số nhà, biển số nhà thì nhà nước cấp, nhưng mà đối với tên miền cho website thì các bạn phải mua. Mà mua ở đâu? Mua ở nhà cung cấp tên miền. Thì lát nữa mình sẽ đi sâu hơn về cái nội dung này ha. Rồi, cái khái niệm tiếp theo đó là con đường. Thì ở bên website chúng ta hình dung, để mà truy cập một cái website thì các bạn phải có internet, tức là các bạn phải có 3G, các bạn phải có wifi, hoặc là ai xài 4G thì các bạn phải có 4G. Nếu như mà cúp điện một cái ha, modem chúng ta không hoạt động, hoặc là các bạn điện thoại các bạn hết tiền, chúng ta không có đăng ký được 3G hay là gì đó, nói chung là không có mạng, thì các bạn không thể nào mà các bạn truy cập một cái trang web nào được. Mình chắc chắn là như vậy, đúng không? Chắc chắn là 100% các bạn đang xem video này đã từng gặp cái trường hợp là chúng ta đang truy cập một cái trang web nào đó. Ví dụ như chúng ta đang lướt Facebook, tự nhiên nó rớt mạng, thì các bạn thấy là cái trang web nó không có hoạt động nữa, nó bị đơ tại chỗ. Hoặc là chúng ta đang lướt Facebook xong rồi rớt mạng, cái chúng ta lên Google chúng ta gõ một cái trang báo thì nó không có hiện ra cái nội dung cho chúng ta đọc, mà nó sẽ hiện thị cái lỗi gì đó trên trình duyệt đó. Thì các bạn hiểu, nếu như không có internet thì chúng ta cũng không thể nào mà truy cập được website. Rồi, tiếp theo cũng là cuối cùng, đó chính là nội thất ở trong nhà. Thì ở bên website nó có khái niệm gọi là dữ liệu, hay từ chuyên ngành gọi là data. Thì dữ liệu đây các bạn hình dung nha, nội thất thì nó có nhiều loại, ví dụ như là sofa ha, ví dụ như là bàn ghế, tủ lạnh, tivi, đầu máy, đồng hồ, các kiểu, thì nó có rất là nhiều loại. Rồi dữ liệu ở đây thì nó cũng có nhiều loại dữ liệu, mà trong cái nội dung của cái series này chúng ta sẽ thường tiếp xúc với ba cái loại dữ liệu quan trọng nhất của website. Một á, nó chính là nội dung, hay còn gọi là chữ ha, text. Mình sẽ ghi trực tiếp cho các bạn ở đây ha. Thứ nhất là text, rồi tức là chữ đó. Cái thứ hai, cái dữ liệu thứ hai là hình ảnh, là image, hình ảnh. Và cái thứ ba mà các bạn sẽ hay gặp đó chính là video ha, video thì để nguyên vậy, không có dịch ha. Rồi, tới cái bước này rồi, các bạn đã hiểu qua cái mô hình ngôi nhà cũng như là các khái niệm cơ bản ở trong website chưa? Nếu như chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ đi tiếp, mình sẽ nói sâu hơn. Nếu như các bạn ở đây các bạn đang bị lùng bùng, hay là các bạn chưa hiểu rõ, thì
thì các bạn vui lòng quay trở lại một vài phút trước của cái video này, chúng ta xem lại một lần nữa thật là kỹ. Xin lưu ý với các xin lưu ý các bạn là nếu mà chúng ta đã biết được những cái điều mà mình đã chia sẻ nãy giờ thì các bạn có thể tua nhanh video bằng cách là ở trên YouTube đó các bạn chọn cái tốc độ là 1.25 hoặc là 1.5 để chúng ta xem lướt qua cái nội dung mà chúng ta cần thôi, không cần thiết phải xem từ đầu tới cuối ha. Rồi bây giờ mình nói sâu hơn, đi sâu hơn từng cái một ha. Rồi ở mảnh đất để xây nhà, ở đây bây giờ mình sẽ không nói cái khái niệm các khái niệm của cái bên ngôi nhà nữa, mà chúng ta sẽ nói những khái niệm của website. Bây giờ mình sẽ nói hosting. Hosting các bạn hình dung, bây giờ giả sử như chúng ta có một cái miếng đất nhỏ chúng ta mua được, thì các bạn hình dung nè, những cái miếng đất xung quanh nó có thể là những cái lô đất mà nguyên một cái mảnh đất bự người ta phân ra, người ta phân lô ra để mà người ta bán cho các bạn. Thì nguyên một cái mảnh đất giả sử như 1.000 m² đi, họ phân ra từng lô từng lô từng lô và họ bán cho bạn, và bạn chỉ đủ tiền mua một lô thôi, và một lô đó cũng đủ để các bạn xây nhà rồi, các bạn hình dung chưa? Thì cái lô đất đó nó chính là hosting. Còn nguyên một cái mảnh đất mà bự đó, tức là nhiều lô gộp lại đó, thì chúng ta sẽ gọi nó không phải là hosting nha, thì chúng ta sẽ gọi nó là máy chủ, hay còn gọi là server. Các bạn hiểu điều này không? Tức là hosting nó là một cái miếng nhỏ ở trong cái server thôi. Server, máy chủ, nó giống như là cái máy tính bàn của chúng ta vậy đó. Cái thùng máy các bạn, cái thùng PC ấy, các bạn có thể Google, các bạn có thể lên Google, chúng ta gọi là máy chủ, xong rồi chúng ta bấm qua cái tab hình ảnh đây để mình demo cho các bạn. Ví dụ như là mình sẽ gõ là máy chủ, rồi xong các bạn bấm qua cái tab hình ảnh để mà chúng ta xem coi cái máy chủ là thế nào. Đây các bạn sẽ thấy cái máy chủ là nó cái hình dạng vật lý của nó y chang như là cái máy tính bàn của chúng ta thôi ha. Thì tại sao người ta lại chia ra, tại sao người ta lại chia cái máy chủ ra thành hosting? Tại vì nếu mà chúng ta đi thuê máy chủ hoặc là chúng ta đi mua máy chủ thì nó rất là đắt tiền, trong khi đó chúng ta chỉ cần đủ tài nguyên để mà vận hành cái website thôi, mà làm cái gì đi mua cái máy chủ làm cái gì. Giống như là các bạn chỉ cần một cái mảnh đất mấy chục mét vuông để chúng ta xây nhà chúng ta ở thôi, mà tự nhiên cái đi mua nguyên cái miếng đất 1.000 m² làm cái gì, đúng không ạ? Cho nên là các bạn hình dung cái chỗ này nha, tức là chúng ta cần tài nguyên như thế nào chúng ta mua thôi, không cần thiết phải mua nguyên một cái máy chủ để mà chỉ làm một cái website, thì nó rất là phí tiền và phí tài nguyên đó. Rồi tiếp theo là mình nói về cái mã nguồn. Mã nguồn thì trong cái series này các bạn đã biết rồi, chúng ta sẽ học về WordPress. Thì mình xuyên suốt cái series này, từ cái bài này trở đi thì mình sẽ thường xuyên thao tác với cái mã nguồn là WordPress. Mình không nói những cái mã nguồn khác, mình không nói về Joomla, mình không có nói về OpenCAD, mình không có nói về Magento, mình không có nói về những cái mã nguồn khác nữa ha. Mình chỉ nói về WordPress, mà các bạn lưu ý. Rồi website thì trong cái series này, như là cái video đầu tiên mình đã giới thiệu với các bạn rồi, đây là series cơ bản. Thì cái đầu ra của cái series này là mình mong muốn các bạn là làm được một cái blog đơn giản, đẹp, sạch và gọn, đủ để các bạn xài, đủ để các bạn đăng bài sản phẩm của mình, hoặc là đăng bài nội dung mà chúng ta yêu thích. Ví dụ như đăng bài những bài chuyên môn, chuyên ngành của các bạn để mà chúng ta chia sẻ với người khác, hoặc các bạn đăng những cái sản phẩm đăng những cái thông tin của cái sản phẩm để chúng ta chia sẻ lên mạng xã hội, chúng ta bán hàng gì đó. Nhưng mà các bạn lưu ý, series này không có hướng dẫn các bạn cài đặt website bán hàng, mà chỉ là một cái blog nhỏ, đơn giản, gọn nhẹ thôi nha. Giống như là cái blog này, đây mình show cho các bạn xem một cái blog đơn giản, ví dụ như là blog.chimta.vn ha, sẽ giống như cái blog này đó, các bạn nhìn thấy rất là đơn giản. Thì qua những cái buổi sau mình sẽ nói chi tiết hơn về cái nội dung này. Rồi về tên miền thì sao? Tên miền như lúc nãy mình nói là các bạn phải mua, đúng không?
chắc chắn rồi. Nhưng mà không hẳn. Tức là trong cái series này mình không có bắt các bạn là phải mua tên miền 100% thì mới có thể xem những cái video tiếp theo. Tại vì chúng ta đang học mà, chúng ta đang học thì chúng ta không cần thiết chúng ta phải bỏ tiền ra một số tiền cũng không lớn, nó chỉ là số tiền nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta không cần thiết chúng ta bỏ tiền ra để mà chúng ta mua tên miền và mua hosting. Thì trong cái series này và cái bài 3 kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sử dụng một cái phần mềm giả lập. Tức là cái máy tính của các bạn, máy tính bàn của bạn hoặc là các bạn đang sử dụng laptop thì là cái máy laptop của các bạn. Chúng ta sẽ cài một cái phần mềm là SAMBB để mà chúng ta biến cái máy tính của mình thành cái hosting để mà chúng ta có thể xây dựng cái website trên cái máy tính của mình mà không cần phải mua tên miền và mua hosting. Rồi, kế cái bài đó thì mình sẽ có một cái bài hướng dẫn cho các bạn cách mua tên miền. Tức là series này phù hợp với những ai đang học, cũng phù hợp với những ai đang kinh doanh mà muốn làm cho mình một cái website ha các bạn. Tức là các bạn có thể hai cái video đó các bạn có thể xem một trong hai hoặc là cả hai. Thì video thứ tư mình sẽ hướng dẫn các bạn là mua tên miền và mua hosting ở nhà cung cấp Việt Nam. Bởi vì sao ha, mình sẽ giải thích những cái cặn kẽ về tại sao mình chọn nhà cung cấp Việt Nam ở video tiếp theo. Rồi, về internet thì chắc chắn rồi, các bạn đang xem YouTube của mình thì chắc chắn là đang kết nối với internet rồi ha. Mình không có nói về tự nhiên, mình lại đi kêu các bạn đăng ký nhà mạng rồi mua 3G 4G ha, cái này các bạn tự hiểu nha. Rồi, về dữ liệu thì trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng WordPress thì mình sẽ nói sâu hơn về dữ liệu, nhưng mà mình đừng có quan tâm quá nhiều về cái khái niệm này. Tại vì dĩ nhiên là các bạn đăng bài thì các bạn phải viết chữ rồi, các bạn phải bỏ hình vô rồi, các bạn phải bỏ video vô cái bài viết của mình rồi ha, cho nên là mình cũng không cần thiết là phải để đăng bài viết thì chúng ta sẽ bỏ cái dữ liệu là text và nội dung bài viết thì nghe rất là hàn lâm, rất là khô cằn. Mình chỉ nói là các bạn viết chữ trong cái nội dung này xong chúng ta bấm đăng lên là xong, đơn giản gọn nhẹ ha. Rồi thì cái nội dung này đến đây là kết thúc. Có lẽ là video cũng khá dài rồi. Tiếp theo video thứ ba thì mình sẽ nói sâu hơn về cái vấn đề là chúng ta cài đặt SAMBB để mà chúng ta sử dụng như là một cái hosting trên cái máy tính của mình. Rồi, nếu các bạn có câu hỏi gì thì hãy đặt câu hỏi cho mình ở dưới phần bình luận YouTube này, hoặc các bạn có thể đăng ký kênh của mình để nhận những cái video thứ ba, thứ tư một cách tự động thông báo mà không cần phải vô cái kênh của mình xem mỗi ngày. Và các bạn có thể like video nếu thích, hoặc các bạn có thể chia sẻ cái video này cho tới những bạn bè của mình để chúng ta lan tỏa cái giá trị cho cộng đồng. Rồi, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.